Ê Nhân, hôm nay có gì vui quá nhờ. Ê Liêm ơi, tao có một điều muốn nói với mày nè. Là sao nữa? Cứ nói đi, tao giải quyết hết tất cả mọi thứ cho. Chuyện là con bạn tao muốn đang sắp rời Mỹ, đang sắp rời đất nước mình để đi Mỹ. Họ không biết tạm biệt sao cho đúng nghĩa nữa chứ. Chứ nó mất luôn cái căn bản chào tạm biệt là sao rồi đúng không mày? Ôi là trời, mấy cái đứa mất căn bản mà. Này, tao thấy mấy cái đứa mà mất căn bản là cái lời chào tạm biệt là nó thấy không ổn rồi nha. Và thay vì chúc quý kiểu như cũ, hôm nay tao sẽ giới thiệu thêm cho mày hai cái kiểu chúc nữa, kiểu tạm biệt nữa để mày có thể đi xa một cách an toàn, thoải mái. Làm đi. Bây giờ vô clip nè. Tính ra tao chuẩn bị vô clip rồi đó nha. Con trai, con cứ thật sự là sẽ đi Mỹ thật hay sao? Đúng rồi đó mẹ. Cảm ơn mẹ vì những ngày qua mẹ đã dạy cho con những cách để làm nên người. Những cách mà mẹ dạy cho con thật là có ý nghĩa. Sau này, dù con có đi đâu, con cũng sẽ nhớ tới từ, đó hai từ, mẹ con. Mẹ con, con hứa rằng con sẽ sớm quay trở về. Mẹ gán chờ nhé. Con đi có 2 năm mà. Được rồi, Thiên tạm biệt con. thần, ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hay Bây giờ đã đến lúc con phải đi nhập ngũ rồi đó. Con hãy nhớ ráng đi cho thật tốt của châu nha con. Ok, cảm ơn cha đã ngần 3 năm dạy dỗ con nên người. Bây giờ từ đây con sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi lính. Ba chờ con nha, 2 năm thôi à. Ê mà khoan, con thấy có điều sai sai nha. Mày đi 2 năm vậy rồi ngần ngần có thành con này rồi, biết rằng người yêu của mày nó không chờ mày được thì mày tính sao? Không sao đâu bác ơi. Ê, con xin con hứa rằng trong 2 năm đó con không có lấy người khác nào được, được à? Nói là phải hứa nha con. Không, rồi con đi đi, xe đang chờ kia kìa. Ok, con nhất định sẽ quay trở lại cùng với bố tiếp tục sự nghiệp của mình. Hẹn gặp lại bố. Thiên thần, ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao. Đây, bây giờ mày thấy hai cái lời chào của tao ok chưa, hoàn hảo chưa? Cái lời chào là vậy á, nhưng mà mẹ ơi, Sao? có một điều mà tao muốn nói với mày từ rất lâu rồi đó. Bây giờ tao mới dám nói đi nè. Điều gì nữa? Tao sắp phải rời khỏi mày và tất cả những người bạn của mày rồi đó. Sorry mà. Ủa? Cái gì? Ủa thế gia đình mày sẽ đi đâu? Thì cũng đúng là tao đã đi Mỹ. Nhưng mày cũng biết á, gia đình tao sinh ra nguồn gốc ở Mỹ, nhưng tao sinh ở Việt Nam chứ không phải là ở Mỹ. Và cha mẹ tao lúc nào cũng đã dạy dỗ tao suốt 3 năm trời. Mà bây giờ tao muốn về nước chứ không còn ở trong nước, bởi vì ba mẹ tao rất ghét mày, ghét mày cùng. Ê, đừng nói với tao là mày, tao là cha mẹ mày yêu cực thì Việt Nam còn quá móng đến nỗi mà không đến nỗi mà quên đi cái nghĩa vụ Bác Hồ để nhập. Shhh, tao cấm mày nói ra nha Lê. Mày nói ra cái là người mày đừng nói ra cái là người ta rất là người đúng như tao nghĩ tao về Việt Nam chút Việt Nam cũng hoàn tốt chứ. Thế sau đó mà tao tình cảm bấy lâu tao có lẽ thâm tầm em chẳng về muốn Mỹ vậy đâu. Đến hôm nay có thể ở đây anh thấy tiếp như tục đặt đi đôi chân mình xa hơn, như khi quên nào từng đám mà xưa, tao có giữa thể nắng tao chiều không mưa có ở Mỹ nữa, đua duyên tao sẽ quay mãi tranh em và tiếp dịu tục đi bình Mỹ yên làm thương thiếu niên em season 2 ở lọt season trong 3 tấm thân gầy mòm sơ xác lưu tàn. Thấy thôi em mày đơn đau làm tao anh đâu chịu cảm được đâu nỗi. xem rớt nước mắt Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan hôm về nay tao nơi còn đâu. tao thấy Anh chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi tao thế sẽ gian sao lắm không âu còn sầu. phù Cô ấy là cả hợp thế nữa. giới, Phải đi Mỹ là không cả hay bầu trở về trời á? tương lai. Ê, Mãi có nay đồng ý chẳng nhập ngũ còn rồi, một tao đi lấy ai cho bên tao cạnh anh lắng lo mỗi ngày. Bên Kiếp đây này cho tao anh sẽ xin lỗi.
tròn về nước. Anh đem cất sâu qua kênh này có làm được gì nữa đâu. Có làm được gì tốt đâu. Mà người ta đâu có biết kênh này đâu mà cho xem. Ờ, này đã đúng. Hai năm qua chính là hai năm mà ta phải đối mặt với hai năm rất là bình yên đau cũng là mặt ta không phải quá buồn bởi công việc đến ta cũng có người phụ ta sánh vai cho tất cả những youtuber đang chọn nghiêm sạc soi. Nhớ nắng chiều mưa, vui đùa giữa mãi chân em dịu mềm. Thương em nhiều lắm, thương tấm thân gầy mòn. Sợ xác lùi tàn, thấy em đớn đau, anh đâu chịu được nổi. Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Anh chơi vơi giữa đêm trâu, hỡi thế gian sao lắm u sầu. Cô ấy là cả thế giới, bầu trời tương lai. Mãi nay chẳng còn một ai bên cạnh anh lắng lo mỗi ngày. Kiếp này cho anh xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng em. Đi hết cuộc đời để xem mối lương duyên liệu có an lành. Tình yêu tròn vẹn nữa, anh đem cất dấu vào tim. Kiếp sau có duyên gặp lại, anh chẳng bị lạc mất em đâu. Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Anh chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi thế gian sao lắm ưu sầu. Cô ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi thì mình cũng có thể quay